Chiều ngày 8 tháng 3, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên tuyên án sơ thẩm vụ chủ nợ và 9 đồng phạm giết chết con nợ xảy ra tại xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Theo bản án, cả 10 bị cáo đều phạm tội giết người, trong đó bị cáo Văn Phú Chánh, 23 tuổi, là người trực tiếp đâm chết nạn nhân, bị phạt tù chung thân. Bị cáo Huỳnh Duy Tú, 22 tuổi, là chủ nợ, bị phạt 20 năm tù, cộng với bản án 3 năm 6 tháng tù đang thi hành, tổng hợp hình phạt 23 năm 6 tháng tù. 8 bị cáo còn lại trong vụ án bị phạt từ 7 năm tù đến 14 năm tù. Theo nội dung xét xử, anh T, sinh năm 2000, có nợ của Tú một khoản tiền. Tối ngày 30 tháng 9 năm 2021, Tú điện thoại cho Chánh nói rằng T nợ tiền không trả, còn đòi quậy phá nhà cha vợ Tú, rồi rủ Chánh đi đánh T. Chánh đồng ý rồi rủ thêm 8 người khác. Biết T đang nhậu ở nhà bạn, cả nhóm chở nhau bằng xe máy, mang theo kiếm nhật, dao, rựa, tuyếp sắt tìm đến. Đến nơi, trong khi những người khác cầm hung khí đứng trước nhà, Tú đưa cho Chánh cây kiếm nhật có lưỡi bằng sắt dài 50 cm, còn mình cầm rựa xông vào. Chánh dùng kiếm đâm một nhát vào bụng của T, sau đó cả nhóm rời khỏi hiện trường. T bị thương nặng, bỏ chạy một đoạn thì ngã quỵ, được đưa đi cấp cứu, nhưng sau đó đã tử vong. Trung tâm Pháp Y Phú Yên kết luận T chết vì rách động mạch chủ dưới, mất máu cấp. Ngoài án phạt tù, tòa còn tuyên các bị cáo liên đới bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân tổng cộng hơn 288 triệu đồng.